Dòng sông chết thị vải hồi sinh. Hơn một thập kỷ trước, thị vải được ví như dòng sông chết do chất thải của nhà máy về đan chưa qua xử lý xả trực tiếp ra sông. Vài năm trở lại đây, sông thị vải đã hồi sinh. Người dân có thể nuôi trồng thủy sản ở các bè cá trên sông. Ông Châu Thanh An, chi cục trưởng chi cục thủy sản Đồng Nai cho biết, hiện trên sông thị vải và ven sông, người dân đang nuôi cá bè và phát triển nuôi tôm. Qua đánh giá tổng quan, kết quả quan trắc môi trường cho thấy, nước sông thị vải có các thông số lý, hóa, vi sinh đều nằm trong giới hạn cho phép, phù hợp với nuôi trồng thủy sản. Do khu công nghiệp Nhân Trạch 6 có 90% là dệt nhuộm nên công tác xử lý nước thải được đầu tư, kiểm soát mạnh. Ông Cao Việt Trương, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Nhân Trạch 6 cho biết, từ năm 2016, khi hình thành khu công nghiệp Nhân Trạch 6 thì nhà máy xử lý nước thải tập trung cũng đã được xây dựng. Hiện nhà máy xử lý nước thải tại đây đang xử lý 20.000 mét khối nước thải mỗi ngày đêm. Phía công ty Vedan cũng đã bỏ ra 120 tỷ hỗ trợ bồi thường cho người dân, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường. Tới đây, Đồng Nai sẽ có các quy định về lựa chọn nhà đầu tư để hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Đối với các ngành có lượng xả thải lớn như dệt, nhuộm sẽ hạn chế thu hút đầu tư.